Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Gia thế khủng của chị vợ trong vụ Sugar Baby bị bắt ghen trên xe Lexus LX570. Vào chiều ngày thứ 3, ngày 15 tháng 9, vụ việc chị vợ cải trang thành xe ôm công nghệ để bắt tận tay chồng và Sugar Baby đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sau khi chứng kiến màn bắt ghen của chị vợ dành cho tiểu tam, cộng đồng mạng không ngừng hả hê vì kẻ có nỗi nên đáng bị như thế. Rất nhanh, cư dân mạng đã tìm ra Facebook của tiểu tam và anh chồng. Do chị vợ không dùng Facebook mà chỉ dùng Zalo nên thông tin không được tiết lộ nhiều. Một tài khoản thừa nhận là người quen của chị vợ đã lên tiếng để mọi người biết về gia đình thân thế của chính thất. Chia sẻ, xin thưa với mọi người, cô Tê là em gái thân của cô 10 năm nay rồi. Có thể hơn, trong mắt mình và những lần tiếp xúc, cô là người vô cùng hiền lành và khéo léo. Tết nhất lễ đều về biếu quà ông bà nội nhà mình vì là em thân của cô mình. Cô Tê của bà đứa con đẹp như trong tranh nhé. Mạn phép nói luôn, cô Tê là con gái nhà quyền thế, công ty chồng làm cũng đứng tên cô mình. Xe nhà cô cũng không thiếu nhé, gia đình giàu có. Cũng là đại gia của một lĩnh vực tôn sắt thép, bao nhiêu năm gặp cô và chồng vẫn yêu thương nhau, đến khi vỡ lở ra mình cũng vô cùng sốc. Vì cả hai đều thể hiện tình cảm với nhau rất nhiều. Một người tự nhận là người thân của chị vợ trong câu chuyện cho biết. Sau khi xem clip, có những người lên tiếng rằng chị vợ cần xem lại cách ăn mặc và biết chăm chút cho bản thân để chồng quan tâm đến vợ nhiều hơn. Nhưng xem xong những bức ảnh này, những ý kiến đó quả là nên rút lại. Chị ăn mặc như vậy đơn giản chỉ vì cải trang cho dễ hành động mà thôi. Trái ngược lại với phong cách của chị vợ, tiểu tam trong câu chuyện lại sở hữu gu ăn mặc đầy trẻ trung và tươi trẻ. Cô thường xuyên lựa chọn những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, xuyên thấu để tôn lên vòng bà gợi cảm của mình. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.